Thủy may mắn xin hân hạnh gặp lại quý vị cùng những thông tin phong thủy ý nghĩa. Quý vị thân mến, soi chiếu theo góc độ tâm linh, tất cả mọi vật dùng để trang trí nội thất cho căn nhà đều toát ra nguồn năng lượng và đóng vai trò khác nhau. Ngay cả chiếc thảm chùi chân nhỏ bé, vô tri vô giác nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vượng khí, thu hút tài lộc và hóa giải vận xui trong một ngôi nhà. Chẳng hạn, khi cửa chính của ngôi nhà không nằm ở hướng tốt, xét theo phong thủy, các gia chủ có thể dùng thảm có màu sắc phù hợp với mệnh của gia chủ. Việc này giúp cho các thành viên trong gia đình tránh được những rủi ro không đáng có. Ngược lại, biến hung thành cát giúp thu hút thần tài gõ cửa, phúc lộc tràn trề. Xin mời quý vị cùng theo dõi phong thủy may mắn sẽ chia sẻ ngay sau đây. Đặt thảm chùi chân tốt nhất cho gia chủ giúp hóa hung thành cát, ai cũng có thể áp dụng. Lựa chọn màu sắc thảm theo cung mệnh. Phong thủy của một căn nhà tốt hay là xấu do nhiều yếu tố cấu thành, cửa chính của ngôi nhà là một yếu tố tương đối quan trọng. Song trong nhiều trường hợp vì tính thẩm mỹ hoặc là điều kiện không cho phép mà cửa chính phải đặt ở những nơi không thể thay đổi được. Điều này sẽ khiến cho gia chủ có tâm lý bất an về phong thủy của ngôi nhà. Theo các chuyên gia phong thủy, có hai phương pháp để khắc phục vấn đề này. Thứ nhất, có thể mở thêm một khung cửa trong nhà. Việc làm này không có gì khó khăn, nhưng lưu ý cửa được tạo phải nằm ở hướng cát. Thứ hai, dùng loại thảm nhỏ có màu sắc khác nhau để hóa giải tà khí ở cửa chính. Thông thường, thảm được đặt ở vị trí bất kỳ nào trong ngôi nhà cũng không gây ra hiệu ứng. Song nếu đặt ở cửa chính, nơi mọi người buộc phải bước qua thì ảnh hưởng của nó tương đối lớn. Cụ thể như sau. Mệnh kim, gia chủ mệnh kim nên sử dụng thảm trải sàn có tông màu sáng và sắc ánh kim vì màu trắng là màu sở hữu của bản mệnh. Ngoài ra có thể kết hợp với các tông màu nâu vàng trong trang trí như sơn tường, nội thất vì đây là những màu sắc sinh vượng, hoàng thổ sinh kim. Những màu này luôn đem lại niềm vui, sự may mắn cho gia chủ. Tuy nhiên thì gia chủ phải tránh những màu sắc kiêng kỵ như màu hồng, màu đỏ, màu tím, hồng, hỏa, khắc kim. Mệnh mộc, gia chủ mệnh mộc nên sử dụng tông màu xanh kết hợp với màu đen, xanh sẫm, nước đen, sinh mộc. Tránh dùng những tông màu như là trắng và sắc ánh kim, trắng, bạc kim, khắc mộc. Màu xanh là màu sở hữu của bản mệnh mộc, xanh có nhiều sắc độ từ cốm nhạt cho đến xanh lá đậm, tạo một cảm giác mát mẻ và gần gũi với thiên nhiên trong các mộc. Việc lựa chọn màu sắc của thảm rất là quan trọng, phải dựa vào nguyên lý tương sinh tương khắc của ngũ hành, tức là phù hợp với quy luật phong thủy. Mệnh thủy, màu đen hoặc màu xanh dương, thủy và xanh lá cây, mộc thì chỉ nên dùng để điểm xuyết như là khung ảnh, vật dụng trang trí. Người mệnh thủy nên dùng màu xanh hay là màu đen hành thủy, đồng thời thì trang trí màu trắng hoặc thiên về màu trắng nhiều hơn, kim sinh thủy. Cũng tương tự như vậy, gia chủ mệnh thủy nên sử dụng thảm sàn có tông màu đen, màu xanh sẫm kết hợp với các tông màu trắng và những sắc ánh kim, trắng bạc kim, sinh thủy. Gia chủ tránh dùng những màu sắc kiêng kỵ như vàng đất, nâu, hoàng thổ, khắc thủy. Mệnh hỏa, gia chủ mệnh hỏa nên sử dụng tông màu đỏ, hồng, tím. Ngoài ra kết hợp với các màu xanh, thanh mộc, sinh hỏa. Gia chủ nên tránh dùng những tông màu đen, màu xanh, biển sẫm, nước đen, khắc hỏa. Người thuộc mệnh hỏa thường mang đến cho cuộc sống sự sôi động và hào hứng. Chính vì vậy, màu sắc bản mệnh của họ cũng là những màu tươi tắn, hồng, đỏ, tím. Mệnh thổ, tông màu hồng, đỏ, tím, hồng hỏa sinh thổ là màu đại diện cho hành hỏa, rất tốt cho người hành thổ. Màu xanh là màu sắc kiêng kỵ mà gia chủ nên tránh dùng, thanh mộc khắc thổ. Sự mạnh mẽ và hài hòa của yếu tố thổ trong nhà sẽ giúp tạo ra sự chắc chắn, giàu sinh lực và bảo vệ cho tất cả các mối quan hệ của bạn. Chọn thảm theo hướng nhà. Với trường hợp người đông tứ mệnh, những người thuộc mệnh mộc, chấn, tốn, hỏa, ly, thủy, khảm, nếu mở cửa theo hướng tây tứ trạch, tức hướng tây, tây bắc, tây nam hoặc là đông bắc thì sẽ gặp phải tà khí cụ thể. Cửa hướng Tây và Tây Bắc gặp tà khí của kim, vì vậy người thuộc các mệnh thủy, khảm, mộc, chấn, tốn cần phải trải thảm màu lam hoặc là màu xám, màu đen, màu xanh biển sẫm ở cửa chính để hóa giải. Còn người có mệnh hỏa, ly thì cần phải trải thảm màu đỏ, màu hồng, màu cam hoặc là màu tím. Cửa hướng Tây Nam và Đông Bắc gặp tà khí của thổ, vì vậy người có mệnh thủy, khảm cần phải trải thảm màu trắng, màu bạc, màu kem, màu vàng hoặc là màu nâu ở cửa chính để hóa giải. Người thuộc các mệnh mộc, chấn, tốn và hỏa, ly thì cần phải trải thảm màu xanh da trời hoặc là xanh lục.
Chọn thảm phù hợp có thể hóa giải được những điểm xấu của hướng nhà. Trường hợp Tây tứ mệnh, những người thuộc mệnh thổ, khôn, cấn hoặc là kim, đoài, càn nếu mở cửa chính hướng đông tứ trạch, tức là hướng đông, đông nam, nam hoặc là bắc cũng sẽ gặp các tà khí. Cụ thể, cửa hướng đông và đông nam gặp tà khí của mộc, cho nên người có mệnh cung thuộc hành thổ, khôn, cấn thì phải trải thảm màu đỏ, màu hồng hoặc là màu cam, màu tím ở cửa để hóa giải. Còn người có mệnh kim, đoài, càn thì cần phải trải thảm màu trắng, màu bạc, màu kem hoặc màu vàng, màu nâu. Cửa hướng nam gặp tà khí của hỏa, vì vậy người thuộc mệnh thổ, khôn, cấn, kim, đoài, càn cần phải trải thảm màu vàng hoặc là màu nâu để hóa giải. Cửa phía bắc gặp tà khí của thủy nên người có mệnh thổ kim cần phải trải thảm màu vàng hoặc là màu nâu để hóa giải. Quý vị thân mến, để không gian của mỗi căn nhà trở nên sang trọng và sạch đẹp hơn thì thảm chùi chân đã trở thành món đồ nội thất không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà. Nhưng không phải ai cũng biết cách chọn lựa thảm chùi chân cho phù hợp với không gian và điều kiện sống để có thể phát huy được tính năng tác dụng của chúng. Vậy hãy cùng Phong Thủy May Mắn tìm hiểu những điều chúng ta cần phải biết khi sử dụng thảm chùi chân. Những tiêu chí khi chọn thảm chùi chân. Thảm chùi chân là món đồ nội thất khá đặc biệt trong mỗi ngôi nhà. Nó không chỉ giúp cho không gian trở nên sang trọng hiện đại mà còn là sự lịch sự và sạch sẽ. Vậy, để đáp ứng những điều trên thì khi chọn thảm chùi chân, bạn cần chọn thảm có độ hút cao. Đây là điều kiện đầu tiên để bạn có thể đưa ra quyết định khi lựa chọn thảm, bởi thảm có độ thấm hút cao thì sẽ giúp bạn nhanh chóng hút hết nước và xóa vết bẩn còn sót lại ở chân hay là giày dép của bạn trước khi bước vào nhà. Vì thế với loại thảm siêu thấm sẽ là điều tuyệt vời, là tiêu chí đầu tiên mà bạn cần phải chú ý. Tiếp theo là độ êm ái của thảm. Độ êm ái của thảm sẽ rất thoải mái khi bạn tháo chân ra khỏi đôi giày khiến cho chân bạn bị đau nhức được đặt lên tấm thảm êm ái. Những khớp ngón chân, gam bàn chân của bạn sẽ được thư thái một cách hoàn toàn, đem đến cho người dùng thật sự dễ chịu, nhiệt định. Bên cạnh những chiếc thảm êm ái như vậy thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thảm nhựa có bề mặt hơi khô ráp. Đây là loại thảm có khả năng massage cho đôi bàn chân của bạn, cũng rất hiệu quả và tích cực. Tiếp theo là khả năng chống trơn trượt và cố định trên sàn. Khả năng chống trượt trên sàn nhà là điều rất cần thiết bởi thảm chùi chân tiếp xúc với bề mặt gạch đá hoa, cộng thêm với nước trên bề mặt thảm rớt xuống sẽ rất dễ trơn trượt. Do đó bạn cần phải lựa chọn loại thảm có độ bám dính tốt để đảm bảo an toàn khi đặt chân lên bề mặt thảm. Dễ dàng vệ sinh. Đây không chỉ là tiêu chí của riêng thảm chùi chân mà gần như là của mọi loại thảm trải sàn nói chung. Nếu bạn chọn cho mình những loại thảm có chất lượng sợi không tốt thì khả năng thấm hút nước của chúng với bạn sẽ không hề tốt. Thảm khó khô, dễ bị phai màu, nhàu nát. Do đó đây cũng chính là điều kiện tiếp theo mà bạn cần biết khi chọn mua thảm chùi chân. Chọn thảm phù hợp. Chọn thảm phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh không gian. Giả dụ như bạn chọn mua thảm với mục đích đặt thảm trước cửa nhà vệ sinh, phòng tắm thì hãy nên chọn thảm nhựa vì thảm nhựa ở vị trí này sẽ có những khe hở giúp nước đi nhanh xuống dưới mà chân bạn vẫn đảm bảo được lau khô trước khi bước ra sàn nhà. Còn nếu bạn chọn thảm vải mềm thì nó sẽ thường xuyên tiếp xúc với nước rất nhanh bị nhầu nát. Với phòng khách thì bạn nên chọn lựa cho mình thảm chùi chân bằng nỉ hoặc bằng len vì đây là nơi bạn thường xuyên đi lại tiếp đón khách. Với thảm trải sàn này sẽ giúp cho chân bạn được thoải mái mà vẫn thể hiện được sự sang trọng mến khách. Thảm trước cửa phòng ăn cũng tương tự như khi bạn chọn thảm cho phòng khách, nhưng tuy nhiên màu sắc không cần phải quá bóng bẩy như thảm chùi chân ở phòng khách. Về màu sắc, với thảm chùi chân bạn không cần mất quá nhiều thời gian khi lựa chọn màu sắc. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên chọn những gam màu nhẹ, trung tính, thể hiện sự nhã nhặn và cũng góp phần giúp bạn dễ dàng hơn trong việc vệ sinh thảm. Cách chọn thảm chùi chân phù hợp với từng không gian. Lối vào. Một chiếc thảm chùi chân ở lối vào cửa chính sẽ giúp bạn giảm tối đa lượng bụi bẩn bám trên chân trần khi bước vào nhà. Trong quá trình đi lại trong nhà sẽ khiến phòng bị bẩn, vì vậy bạn có thể có một chiếc thảm chùi chân có độ cố định tốt, chống trơn trượt, có bề mặt là sợi lông tổng hợp giúp chùi sạch bụi bẩn và thấm hút được nước. Chính là một sự lựa chọn tuyệt vời cho nhà bạn cũng như là các công trình khách sạn, nhà hàng.
các vị trí trong nhà. Đối với vị trí trong nhà, bạn cũng nên chọn những sản phẩm thảm chùi chân có các tiêu chí tương tự về khả năng cố định, thấm hút nước, màu sắc thảm, chất liệu sợi lông, bề mặt để giúp các thành viên có một cuộc sống tiện nghi thoải mái nhất có thể. Thảm phòng khách, thảm phòng ngủ, thảm phòng tắm. Để sử dụng cho gia đình thì bạn nên sử dụng thảm chùi chân có chất liệu cốt tông. Những chiếc thảm chùi chân cốt tông sẽ giúp hút bụi, thấm hút tốt, giúp bạn giữ gìn vệ sinh trong nhà một cách hiệu quả hơn. Bể bơi, nhà tắm, nhà vệ sinh. Đối với bể bơi, nhà tắm hay là nhà vệ sinh là những nơi chân sẽ tiếp xúc với nhiều nước nhất. Vì vậy, bạn nên chọn những chiếc thảm chùi chân bằng nhựa gai hoặc là nhựa lưới để tạo sự thông thoáng, thoáng nước tốt hơn. Một số loại thảm chùi chân phổ biến: thảm chùi chân 3D, thảm chùi chân mặt nỉ đế cao su, thảm chùi chân san hô, thảm chùi chân len sợi, thảm chùi chân nhựa, thảm chùi chân đá. Các mẫu thảm chùi chân cao cấp thì hoàn toàn yên tâm sử dụng, họa tiết trên sản phẩm không quá lòe loẹt, màu sắc trang nhã thì phù hợp cho nhiều không gian trong phòng. Việc vệ sinh cũng dễ dàng hơn với giấy nhám đi kèm theo sản phẩm. Quý vị thân mến, hy vọng là những gợi ý về cách chọn thảm trải sàn mà Phong Thủy May Mắn vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp cho quý vị lựa chọn tốt nhất cho căn nhà của bạn sao cho vừa đẹp mắt lại phù hợp với phong thủy, hóa giải đại hung, nâng cao vượng khí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất về phong thủy may mắn. Xin chào, tạm biệt và chúc cho quý cô chú, quý anh chị luôn dồi dào sức khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an.